Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn tất cả các bạn gỡ cài đặt những ứng dụng giả lập mà cài hoài gỡ hoài không ra. Gỡ nha, hôm nay là không phải cài đặt nữa mà là gỡ cài đặt. Thì tôi sử dụng một cái phần mềm. Bình thường mọi người sẽ gỡ cài đặt bằng cái này. Mọi người bấm vào ba chấm, mọi người ân tra, mọi người âm tra cái là nó unitor là nó sẽ gỡ cài đặt cho các bạn, nhưng mà nó sẽ không gỡ đi hết hoàn toàn. Thì những cái phần mềm này nó sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn gỡ sạch xanh xanh những cái đó. Các bạn hiểu không? Tôi sẽ gỡ cài đặt. Gỡ cài đặt. Và khi gỡ cài đặt thì chúng ta phải đợi nó, và nó sẽ bấm vào đây. Chúng ta sẽ không tiết dụng, không thể trình, là không thể tiếp tục chơi game event. Tôi sẽ chọn là gỡ cài đặt. Tôi chả cần chọn cái quái nào mà. Gỡ cài đặt 20%, gỡ cài đặt 40%, gỡ cài đặt 100%. Và như vậy là tức là vẫn chưa gửi cài đặt đâu các bạn. Nó sẽ chừa lại những cái file rác rưởi ở trong cái phần mềm của chúng ta. Vậy nên chúng ta cần đến phần mềm này. Và phần mềm này mọi người có thể tự tìm nha. Etopic Unitaler. Đó. Chứ tôi cũng chả nhớ tôi tải đâu. Nói chung trên mạng nó đầy. Mọi người tìm những cái link an toàn mà tải nha mọi người. Và bây giờ nó đã tải và nó cài hết những cái file rồi. Mọi người có thể vào trình quản lý nè. Mọi người quét ngay nè. Đó. Tình trạng phần mềm nó sẽ quét những cái cài đặt phần thừa, phần mềm lỗi thời, phần mềm lỗi thời nè, là cái phần mềm này tại tôi chưa cập nhật. Các phần mềm có gỡ cài đặt gặp vấn đề, các phần mềm này thì tôi đang xài nên không có gì hết. Thông báo phiền khắc phục, chúng ta có thể gỡ sạch luôn. Nói chung là trong đây chúng ta có thể gỡ rất nhiều phần mềm nha mọi người. Chúng ta có thể gỡ rất là nhiều phần mềm ở đây. Đấy. Và đấy, ok, cảm ơn các bạn đã xem clip, nhớ một like, subscribe nha. Clip này ngắn ngủn vậy thôi, tại vì đây là một clip chia sẻ đơn giản. Hay là tôi hướng dẫn mọi người tải luôn nhỉ. Phần mềm này tên là EOB. EOPIT. Đây, nó có nguyên cái trang luôn, 11 free đây. Mọi người vào đúng trang này đây. Mọi người bấm vào free run luôn. Rồi, mọi người đang về, mọi người đặt thôi. Cảm ơn các bạn đã xem clip, nhớ like, subscribe nha.